Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Quang Duy nha. Hôm qua bạn chuyển khoản ủng hộ tớ, nói là cố gắng ra nhiều để nhất phế vật kiếm công này. Cảm ơn Quang Duy, anh sẽ cố gắng ra nhiều. Đệ nhất phế vật kiếm công tập 4. Nhận lấy không gian giới chỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi mới lộ ra nụ cười, giống như nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn đám đệ tử ngoại môn dưới đài một chút, sắc mặt nhất thời lại lạnh xuống, nói ra: "Lão già, Bảo Nhi ta cũng không phải là người điêu ngoa. Vừa rồi bọn họ không những không chuẩn bị năng lượng thạch cho ta, còn muốn giết ta diệt khẩu. Là đệ tử này tâm tính không tốt, kém không biết bao nhiêu lần so với tiểu tạp dịch." "À, đúng đúng đúng." Viên trưởng lão vội vã gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói: "Này, này Bảo Nhi, việc này kết thúc như vậy được không?" Sở dĩ bọn họ gom góp năng lượng thạch là vì làm cho Bảo Nhi nguôi giận, thu hồi lời nói vừa rồi, phù phong bọn họ không đắc tội nổi. "Không phải, ta muốn đi tìm Gia Gia để Gia Gia ta làm chủ cho ta, các ngươi chết chắc rồi." Bảo Nhi liếc mắt trừng viên trưởng lão, cả giận nói: "Từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa bị ai khi dễ, ngày hôm nay những đệ tử ngoại môn này lại muốn giết nàng diệt khẩu, cục tức này nàng nuốt không trôi." Nghe được Bảo Nhi còn muốn đi tìm Gia Gia nàng, khuôn mặt bốn lão nhân trên sân tứ đài co quắp lại, thầm nghĩ: "Nào có ai như người chứ, lấy tiền xong còn không chịu buông tha, không phải là khi dễ người khác sao?" Đột nhiên trưởng lão mặt tròn nhìn Dương Phong ở bên cạnh Bảo Nhi. Trưởng lão mặt tròn cho dừng một chút, sau đó đi tới bên cạnh Dương Phong, vỗ hô bả vai Dương Phong cười nói: "Ngươi là Dương Phong sao? Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lại chiến thắng huyền giả bát phẩm đoàn quân, thật là khó lường." Sắc mặt Dương Phong có chút cổ quái. Hắn nhận biết trưởng lão trước mắt này tên là Phùng Vũ, cũng được xem là một trưởng lão rất có quyền thế ở ngoại môn. Còn có bên cạnh hai người trước đây chế nhạo hắn là phế vật, còn cười nhạo thiên trưởng lão mắt mờ, nhưng bây giờ lại tới đây khen hắn sao? Quay đầu nhìn thoáng qua Bảo Nhi, hắn càng hiếu kỳ đến thân phận của Bảo Nhi. Đương nhiên hắn cũng biết trưởng lão này khen hắn nhất định là muốn để hắn giúp đỡ đi khuyên Bảo Nhi, nhưng mà Dương Phong sẽ không đơn giản đi khuyên cứ để Bảo Nhi làm khó mấy lão già này. Đó là đương nhiên, không nhìn thử tiểu tập dịch là bằng hữu của ai. Lúc này Bảo Nhi đi tới bên cạnh Dương Phong, hướng về phía trưởng lão mặt tròn gật đầu: "Lão già, tùy người dáng dấp xấu xí, thế nhưng ánh mắt người không tệ lắm. Tiểu tập dịch này rất lợi hại, những đệ tử kia của người đều ngu ngốc, lại không tin hắn có thể thắng, thật là đành chết đi." "Có hy vọng." Phía trên, ngoài trừ thiên trưởng lão ra thì bốn gã trưởng lão ngoại môn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều vui vẻ. Trưởng lão mặt tròn nói ra: "À, đúng đúng đúng, hắn chính là thiên tài, dùng huyền giả lục phẩm đánh bại bát phẩm, đúng là thiên tài, siêu cấp thiên tài đó." "Phùng Vũ, trước đây không phải ngươi nói ta bắt bờ chiêu bộ một kẻ đệ nhất phế vật trong lịch sử về sao? Làm sao thế, từ lúc nào Dương Phong trong mắt ngươi đã trở thành siêu cấp thiên tài thế?" Lúc này thì trưởng lão một bên châm chọc nói: "Ông nhớ kỹ sắc mặt mấy lão già trước đây lúc Dương Phong không trở thành huyền giả, thậm chí hiện tại mấy trưởng lão bên cạnh còn mang chuyện lúc trước cười nhạo mình, bây giờ có cơ hội làm mất mặt bọn hắn, đương nhiên ông sẽ không bỏ qua." Nghe được lời nói của thiên trưởng lão, trong lòng bốn trưởng lão ngoại môn còn lại đều cả kinh. Phùng Vũ nhìn Dương Phong nói ra: Ngươi là Dương Phong sao? Một năm trước vẫn chưa trở thành huyền giả Dương Phong sao?" Dương Phong khẽ gật đầu. Thấy Dương Phong gật đầu, sắc mặt vài tên trưởng lão mất tự nhiên. Ban đầu đúng là bọn họ nói qua những lời này. Trong trưởng lão ngoại môn, mọi người đấu tranh cãi nhau là rất bình thường. Nên như Dương Phong cùng Bảo Nhi không phải là bằng hữu, coi như bây giờ đạt được huyền giả lục phẩm, họ cũng sẽ không để vào trong mắt. Nhưng mà lúc này đã từng được coi là đệ nhất phế vật, lại là bằng hữu của tiểu ma nữ, người có khả năng làm cho tiểu ma nữ thu hồi lời nói vừa rồi. Và tên trưởng lão xuống lại mới miệng cầu xin sao? Như vậy sẽ mất hết thể diện, không cầu xin thì sao chứ? Tiểu ma nữ này trở về nói cho lão ma đầu, về xong ngoại môn coi như xong chuyện. Lá già, trước đây người nói Dương Phong là đệ nhất phế vật sao? Lúc này ánh mắt Bảo Nhi bất thiện nhìn Phùng Vũ. Vừa rồi nàng còn nói ánh mắt lão già trước mặt này không sai, không nghĩ tới trước đây lão nhân này lại nói Dương Phong là đệ nhất phế vật trong lịch sử. Kim thuộc tính bên trong ngũ hành huyền khí lại là phế vật, vậy mộc thuộc tính của nàng là cái gì chứ? Bảo Nhi có chút tức giận. Phùng Vũ xấu hổ cười nói: "Không có,
Lúc trước đây, mấy lão già chúng ta mắt mờ, là chúng ta mắt mờ, chúng ta xin lỗi. Thiên lão, việc là chúng ta xin lỗi ngươi. Tôi cũng biết đó, thường ngày mấy chúng ta cãi nhau cũng rất bình thường, ngươi so đo với chúng ta làm gì chứ? Đúng vậy, trong thời gian ngắn, Dương Phong đã đến huyện giả lục phẩm. Thiên phú như vậy, khẳng định là thiên tài, làm với chúng ta trước đây mắt mờ, thiên lão ngươi cũng đừng để bụng. Thiên lão à, Dương Phong cũng coi như một nửa đệ tử của ngươi. Dương Phong là đệ tử của ngươi, đây là bằng hữu của Bảo Nhi. Suy cho cùng, chúng ta cùng Bảo Nhi, đây là người một nhà. Đúng vậy, đây là người một nhà. Vừa rồi, đây là hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Mấy tên trưởng lão đương nhiên không thể xin lỗi một tên đệ tử tạp dịch, bọn họ không làm được, cho nên chỉ thấy xin lỗi thiên trưởng lão. Nhìn thấy mấy tên trưởng lão xin lỗi, Dương Phong có chút buồn cười, nhưng hắn cũng không đắc ý. Hắn biết sợ dĩ mấy tên trưởng lão trước mặt xin lỗi cũng bởi vì liên quan đến Bảo Nhi. Nếu không, cho dù hiện tại hắn đạt được huyền giả bát phẩm, thiết nghĩ bọn họ cũng xem như một tên đệ tử bình thường, có cũng được, không có cũng không sao. Muốn những trưởng lão này chân chính để bắt tới, để bọn họ chấp nhận trước đây mình mắt mờ, và vì có hắn phải thông qua thí luyện đệ tử ngoại môn, dùng thực lực để chứng minh mình. Thì trưởng lão cũng phải là tiểu nhân đắc chí, hắn cũng hiểu rõ đạo lý này. Nên vì nguyên nhân không phải vì Bảo Nhi, mấy lão già này tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước hắn. Tuy vậy, ông ta vẫn há giận. Một năm qua, ông cũng chịu không ít tức giận từ mấy lão già này. Thấy mọi chuyện đã đỡ, Dương Phong kéo tay Bảo Nhi đi tới bên cạnh. Bảo Nhi, việc này mùa thu hồi lời nói vừa rồi có được hay không? Có phải để ta thu hồi lời nói vừa rồi, sau này bọn họ sẽ không xem thường ngươi đúng không? Nhìn Dương Phong, Bảo Nhi trừng mắt nói, nàng cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết những lão già kia đột nhiên áy náy, nhất định nguyên nhân là do nàng. Dương Phong khẽ gật đầu cười nói, đúng vậy, nếu như Bảo Nhi vì ta thu hồi lời nói vừa rồi, nhất định bọn họ sẽ nhớ ân tình này của ta, sau này ta ở ngoại môn sẽ nhận được nhiều giúp đỡ. Bảo Nhi trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu cười, kéo tay Dương Phong đi tới trước mặt năm tên trưởng lão ngoại môn đang khẩn trương. Mấy lão già các người, việc hôm nay coi như xong, nhưng ta nói các người biết, vì ta nể mặt tí tạp dịch này, sau này các người còn khi dễ ta. Hừ hừ mấy tiếng tỏ ý uy hiếp, nhưng không cần nói cũng biết. Vừa nghe vậy, mấy tên trưởng lão ngoại môn nhất thời thở phào một hơi trong lòng. Phùng Vũ vội vàng nói, sẽ không đâu, tuyệt đối không, sau này ai dám bất kính với Bảo Nhi, ta một tay đập chết hắn. Đến đây, cổ tay Phùng Vũ khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện đưa cho Dương Phong. Dương tiểu tử, đây là huyền thiết kiếm hoàng gia thượng phẩm, ta giữ lại cũng dùng, đưa cho ngươi đi. Nhìn thấy Phùng Vũ đưa ra trường kiếm, Tào Hỏa một bên cũng lấy ra một kiện thiết giáp đưa cho Dương Phong. Đây là huyền thiết giáp hoàng gia thượng phẩm, ta cũng dùng tới, đưa cho ngươi đó, ngươi có thể dùng nó. Đây là 10 viên hồ mạch đan, có thể bảo hộ kinh mạch cho ngươi tốt hơn, để cho kinh mạch ngươi chịu được rèn luyện gian khổ, ngươi khất nó đi. Đây là kiếm quyết hoàng giai, bản sao phân linh kiếm pháp, ngươi cũng cầm tu luyện đi. Chỉ trong chốc lát ở đây, ngoại trừ thiên trưởng lão ra, mấy tên trưởng lão ngoại môn mỗi người để cho Dương Phong một món bảo vật. Dương Phong do dự một chút, sau đó nhận lấy hết. Anh biết mấy vị trưởng lão trước mắt này đang lấy lòng, cũng biết vì sao họ lấy lòng. Nếu như hắn cự tuyệt, mấy tên trưởng lão này sẽ ghi hận trong lòng, khẳng định sau này ở kiếm tông hắn sẽ bị phiền toái. Nhận lấy mấy thứ kia, Dương Phong quay đầu nhìn Bảo Nhi một bên cười híp mắt, trong lòng rất hiếu kỳ thân phận Bảo Nhi. Hắn biết thân phận phù văn sư cực kỳ tôn quý, thế nhưng mấy tên trưởng lão này là kiên kỵ gia gia của Bảo Nhi, gia gia của nàng cũng là phù sư sao, là thiên phù sư sao? Thấy Dương Phong nhận lấy mấy thứ kia, trên mặt các trưởng lão đều lộ ra nụ cười. Thiên phú Dương Phong có thể không tốt, thế nhưng Dương Phong quen biết với Bảo Nhi, còn có thể ảnh hưởng đến quyết định của Bảo Nhi, cùng Dương Phong có quan hệ tốt, tuyệt đối là không sai. Từ lúc bọn họ tặng đồ cho Dương Phong, có thể nhìn ra nụ cười trên mặt Bảo Nhi. Mấy lão già các người cũng tệ lắm. Bảo Nhi hướng về phía mấy trưởng lão ngoại môn gật đầu, cho nên nhìn đám đệ tử ngoại môn. Các người muốn xử lý bọn họ như thế nào đây? Đối với đám đệ tử ngoại môn này, Bảo Nhi sẽ không buông tha đơn giản như vậy. Lúc này Dương Phong cũng trầm mặc. Những trưởng lão ngoại môn không hề tổn thương đến Bảo Nhi, nên hắn mới thể mở miệng khuyên Bảo Nhi. Thế nhưng đám đệ tử ngoại môn này muốn giết Bảo Nhi diệt khẩu, là Dương Phong cũng không dễ dàng tha thứ. Trong lòng hắn, Bảo Nhi sớm đã là bằng hữu của hắn rồi. Ngay vậy, Phùng Vũ do dự một chút, sau đó vẽ tàn nhẫn trong mắt lóe lên, quay đầu nhìn đám đệ tử ngoại môn. Tất cả đệ tử ngoại môn tham gia đánh bạc, toàn bộ đi chấp pháp điện lĩnh 100 roi da, sau đó đi khu mỏ quặng đào 1 tháng, toàn bộ giao nộp lên tông môn,
Ngay lúc này toàn bộ rời đi. Nghe được lời nói của Phùng Vũ, sắc mặt đệ tử Hoàng Môn phía dưới nhất thời trắng bệch. Một trăm roi da, chắc cảnh đau đớn mấy ngày. Thế nhưng khu mỏ Tinh Quặng, đó là nơi xử phạt đệ tử Kiếm Tông khi phạm tội. Nơi đó không có nhân quyền, đệ tử nơi đó không chết cũng phải lột một lớp da. Xem biểu lộ của đệ tử Hoàng Môn ở phía dưới, Phùng Vũ cũng có chút không đành lòng. Thế nhưng hắn biết, nếu như xử phạt nhẹ, tiểu ma nữ trước mắt này không hài lòng, trở về Phù Phong nói cho lão ma đầu kia biết. Và vì không chỉ là đệ tử ngoại môn, trưởng lão ngoại môn cũng phải gặp tai ương. Ở Kim Tông, tông chủ cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với lão ma đầu kia. Bảo Nhi vẫn có chút không hài lòng, đang chuẩn bị nói cái gì đó, Dương Phong đã vội vã kéo tay nhỏ của nàng đi ra phía ngoài. Dương Phong biết xử phạt như thế này đã là rất nặng. Nếu Bảo Nhi còn chưa hài lòng, những đệ tử ngoại môn này có thể trở mặt. Khi đó mọi chuyện sẽ biến thành lớn. Hắn không quan tâm đến trưởng lão ngoại môn, nhưng hắn quan tâm thiên trưởng lão. Hắn thật sự không hy vọng bởi vì chuyện này làm thiên trưởng lão chịu thương khổ gì. Thấy Dương Phong kéo Bảo Nhi đi, phía trên mấy tên trưởng lão ngoại môn đồng thời thở phào một hơi. Phong Vũ nhìn thiên trưởng lão: Thiên lão, nên đã nhờ ngươi thu nhận đệ tử này. Nói gì thì nói, coi như chúng ta thiếu hắn một cái ân tình. Bốn người còn lại cũng gật đầu tán đồng. Bọn họ biết nếu như vừa rồi tiểu ma nữ kia còn chưa hài lòng và nên thật khó cho bọn họ. Do sao đệ tử ngoại môn dưới kia đều là đệ tử của Kiếm Tông, nếu xử phạt quá mức rất có thể sẽ tạo ra bất bình, thậm chí là làm những đệ tử ngoại môn này thất vọng đau khổ. Dương Phong lôi kéo Bảo Nhi rời đi, không thử ông nói chính là thay bọn họ giải quyết một phiền phức rất lớn. Đệ tử tạp dịch thắng đệ tử ngoại môn, các người thấy gì không? Đúng vậy, Dương Phong cũng tính là đệ tử tạp dịch, sao được còn ai dám nói đệ tử tạp dịch chúng ta là đê tiện chứ? Đệ tử ngoại môn sao? Trên đời lão tử cũng đã nói, Dương Phong người này không tầm thường, một ngày nào đó sẽ biến thành chân long. Bây giờ các ngươi tin chưa? Tên ngốc này, lúc đó ngươi còn nói như vậy sao? Ngày hôm nay, toàn bộ đệ tử tạp dịch Phong đều thảo luận chuyện về Dương Phong. Rất nhiều đệ tử tạp dịch đều không làm việc. Tại Thất Định Phong, Thất Định Phong là đệ tử ngoại môn tu luyện. Phía trên có Kim Giáp Trạch, Mộc Nhân Hạc, Thiên Trọng Thủy, Dung Nhân Quật, Trọng Lực Độc, Âm Phong Đỉnh, Lôi Thành Cốc, bảy nơi tu luyện. Thế nhưng Thất Định Phong cũng không mở ra miễn phí. Muốn tới Thất Định Phong, ngoại trừ 10 vị trí đầu tiên trên bảng ngoại môn, những còn lại chỉ có thể dùng điểm cống hiến tâm môn đổi lấy thời gian tu luyện. Mà điểm cống hiến tâm môn phải vào Thập Vạn Đại Sơn giết chết huyền thú hoặc hoàn thành nhiệm vụ tâm môn mới được. Nhiệm vụ tâm môn rất khó khăn, đệ tử ngoại môn thường không ai dám nhận, chỉ có những thiên tài có thực lực siêu cường mới dám tiếp nhận. Đệ tử ngoại môn hơn 1.000 người, thế nhưng đến được Thất Định Phong chỉ hơn 50 người, tuy nhiên là 50 người mạnh nhất ngoại môn. Thanh Vũ Đại Ca, Dương Phong vừa thành huyền giả, nhưng lại lấy huyền giả lục phẩm đánh bại Đoàn Quân là huyền giả bát phẩm. Lúc này, bên trong Mộc Nhân Hạc, một gã đệ tử ngoại môn trầm giọng nói với một tên nam tử mặc trường bào màu trắng. Nam tử áo bào trắng không ai khác là người xếp hạng 29 trên bảng ngoại môn. Lý Thanh Vũ được khen là thiên tài nổi bật nhất A Năm Thành, 17 tuổi đã là cường giả tiên thiên. Nghe được đệ tử ngoại môn này nói, Lý Thanh Vũ nhớ mày. Phế vật kia đã là huyền giả rồi sao? Trước khi y đến Kiếm Tông, phụ thân y đã cùng y nói qua, nếu có cơ hội, lập tức xử lý Dương Phong. Nhưng sau khi y đến Kiếm Tông, Dương Phong không phải là đệ tử ngoại môn, mà là một gã đệ tử tập dịch. Hơn nữa, còn là một tên đệ nhất phế vật, nên y mới không ra tay đối phó với Dương Phong. Bởi vì Dương Phong không xứng để y ra tay, nhưng y không nghĩ tới đối phương đã là huyền giả rồi. Đúng vậy, nhưng hắn vẫn chưa trở thành đệ tử ngoại môn, xử lý hắn ngay lúc này được không? Người Thanh Vũ trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, đôi mắt xẹt qua hàng quang. Đi, cùng ta đi gặp hắn. Thanh Phong Cốc, tiểu tạp dịch, cái giới chỉ này cho người, bên trong có một ít năng lượng thạch. Bên cạnh đầm nước, Bảo Nhi lấy ra giới chỉ của Phùng Vũ lúc trước, nàng gạt được, cười nói. Nhìn thấy không gian giới chỉ, Dương Phong nhíu mắt lại, trầm ngâm một chút lắc đầu. Bảo Nhi, giới chỉ này quá trân quý, ta không thể nhận. Không gian giới chỉ, loài bảo vật này, nói không động tâm, đó là giả. Nhưng đối với đạo đối nhân xử thế, Dương Phong không muốn vượt quá giới hạn. Tiểu tạp dịch, người nói cái gì chứ? Bảo Nhi sẽ mất hứng đó. Bảo Nhi trợn mắt nhìn Dương Phong. Một cái giới chỉ mà thôi, cũng không là gì cả. Hơn nữa, nếu không có người, Bảo Nhi cũng không thể có nhiều đồ như vậy. Nếu người cự tuyệt, Bảo Nhi sẽ vứt nó đi đó.
Với cái vậy, trong lòng Dương Phong cảm thấy ấm áp, không tiếp tục cự tuyệt nữa, nhận lấy giấy chỉ trong tay Bảo Nhi. Thế nhưng nghĩ tới điều gì đó, vội lấy ra từ trong ngực tấm cường lực phù bản thân mình chế tạo ra, sau đó đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi, đây là cường lực phù do ta chế tạo, phẩm chất thượng phẩm, tặng cho người đó. Thế Dương Phong nhận lấy giới chỉ, Bảo Nhi gật đầu cười, đột nhiên hai mắt nàng trợn to. Ngươi nói ngươi đã chế tạo ra một tấm cường lực phù, còn là thượng phẩm sao? Đúng thế. Dương Phong khẽ lắc đầu. Ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ? Bảo Nhi nghi ngờ nhìn Dương Phong. Chỉ tập dịch, Bảo Nhi không thích ai lừa gạt Bảo Nhi đâu đó. Dương Phong đảo mắt. Có lừa ngươi hay không, ngươi nhìn thử một chút là biết mà. Vâng, có vậy, Bảo Nhi tiếp nhận cường lực phù trong tay Dương Phong. Cứ thấy ngọn lửa vàng nhạt cực kỳ sống động kia, Bảo Nhi nhất thời ngây dại. Sau khi ngây người một lúc lâu, lẩm bẩm nói, không thể nào, đúng là thượng phẩm, không thể nào. Thấy Bảo Nhi như người mất hồn, Dương Phong nhẹ giọng nói, làm sao thế, đúng hay không đúng? Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Phong, kìm nén kích động trong lòng. Người dùng thời gian nửa tháng chế tạo ra tấm phù này sao? Đúng vậy. Dương Phong gật đầu, ban đầu ta thất bại rất nhiều, tài liệu chế tạo ngươi cho ta đều lãng phí hết. Ở trên đây Dương Phong có chút ngượng ngùng. Bảo Nhi cổ quá nhìn Dương Phong thầm nghĩ, Gia Gia gạt ta. Lúc trước Bảo Nhi dùng 3 tháng để chế tạo ra một tấm bùa, không những thế còn là trung phẩm, vậy mà Gia Gia đã nói ta là thiên tài, nhất định là gạt ta. Chờ người trở về xem ta nhổ sạch ria mép của người đó. Sao vậy, ta quá ngốc hay sao thế? Thế Bảo Nhi không nói lời nào, Dương Phong hỏi. Vừa nghe vậy, sắc mặt Bảo Nhi càng trở nên cổ quái. Một lát sau, sắc mặt khôi phục lại bình thường, nhìn Dương Phong gật đầu. Nửa tháng chỉ có thể chế tạo ra một tấm phù, xét về thiên phú thực giống như đúng kém hơn Bảo Nhi một chút. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao đỏ bừng lên. Nghe Bảo Nhi nói, Dương Phong thở dài một hơi. Như vậy thì tốt, được rồi, Bảo Nhi, ta chưa biết phù lục thuộc tính khác, ngươi dạy cho ta được không? Việc này sao? Bảo Nhi giả vờ đánh đo, cứ thấy thần sắc Dương Phong khẩn trương, vội vàng nói, trở về ngươi chấp nhận một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Dương Phong có chút thương phấn, nếu như hắn có thể trở thành phù văn sư, tương lai sau này của hắn sẽ cực kỳ rộng mở. Ta thay gia gia của ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ là đệ tử của gia gia ta, à đúng, cũng chính là sư đệ của ta, thấy như thế nào? Bảo Nhi nhìn Dương Phong, hai mắt linh động lóe sáng khác thường. Là sư đệ của ngươi sao? Dương Phong nhất thời sững sờ, thế nào, không muốn sao? Bảo Nhi có chút mất hứng nói ra. Dương Phong vội vã lắc đầu, à không phải không phải, làm sư đệ Bảo Nhi thì ta đồng ý, chỉ là Bảo Nhi à, gia gia của ngươi đồng ý nhận ta làm đồ đệ sao? Đến lúc đó nếu như ngài ấy không chịu nhận ta, vậy đúng thế, hắn vẫn có chút lo lắng. Phải biết rằng người phụ văn sư nào cũng đều mạnh mẽ, nếu lúc đó gia gia của Bảo Nhi gài mắt hắn, chẳng phải thật sự xấu hổ sao? Ngay vậy, trên mặt Bảo Nhi khôi phục sự hứng thú, cười nói, không cần quan tâm đến người, ta đồng ý là được. Được rồi, bây giờ ngươi chính là sư đệ của Bảo Nhi, sư tỷ sẽ giúp ngươi. Thời gian trễ rồi, chờ có thời gian ta sẽ đến tìm ngươi. Mấy ngày tới ngươi hãy nghiên cứu các thuộc tính về phù lục một chút đi, đây là nhiệm vụ, lần sau ta tới ta sẽ kiểm tra ngươi, rõ chưa? Dương Phong nài dám lắc đầu, lập tức vội vàng gật đầu. Nhìn thấy Dương Phong gật đầu, Bảo Nhi hài lòng nói ra, sắc trời không còn sớm, ta đi, ta sẽ nghiên cứu tấm cường lực phù này trước, không là kiểm tra một chút, không cần tiễn ta. Nói xong, Bảo Nhi chạy về Thanh Phong Cốc, lớp xoay người, khuôn mặt nghiêm túc, nói ra nụ cười thầm nghĩ, nhặt được bảo bối, đó là Bảo Nhi phát hiện, trở thành sư đệ của Bảo Nhi. Nhìn thấy bộ dạng Bảo Nhi, Dương Phong thấy giống như có gì đó không đúng. Bảo Nhi cùng Tiểu Giao lớn lên có phần giống nhau, nhưng tính cách hơi tinh quái, vừa rồi khẳng định đã giấu hắn thứ gì đó. Thôi, quên đi, nàng tất nhiên không có ác ý với ta. Dương Phong cười lắc đầu, không suy nghĩ tới Bảo Nhi nữa. Hai mắt rơi vào giới chỉ Bảo Nhi cho hắn. Nhìn không gian giới chỉ trong tay, tâm tình Dương Phong hoảng kích động. Đó là không gian giới chỉ đó, thành chủ A Lâm Thành cũng chưa chắc có được nó. Ngắm nghĩ xong, Dương Phong dùng tinh thần lực xâm nhập vào bên trong giới chỉ. Lúc nhìn thấy không gian bên trong, Dương Phong chợt giật mình. Không gian bên trong này không hề nhỏ, khoảng 20 mấy trượng. Không chỉ như thế, trong giới chỉ còn có khá nhiều năng lượng thạch. Năng lượng thạch nhiều như vậy, ít nhất cũng hơn 10 vạn. Nghe đến lời nói của Bảo Nhi lúc trước, khóe miệng Dương Phong co giật. Mà nãy Bảo Nhi nói bên trong chỉ có một ít năng lượng thạch, hắn lại tưởng chỉ có mấy trăm viên,
nhưng hắn không nghĩ tới đại đà mới 100.000 viên. Nợ một nhân tình lớn rồi. Như đống năng lượng thật, Dư Phong cười cười lắc đầu. Lúc này hắn mới biết cái gì gọi là tài đại khí thô. Đeo chiếc nhẫn lên tay, Dư Phong thu hồi ý nghĩ, lấy ra hoàng gia thượng phẩm Huyền Thiết Kiếm của Phùng Vũ trưởng lão đưa cho hắn. Huyền Thiết Kiếm dài 1m6, rộng cỡ 2 ngón tay, thanh kiếm tản ra hàn mang lạnh lẽo, vô cùng sắc bén. Tay vừa vung lên, trường kiếm nhất thời xuất hiện một tiếng kiếm reo nho nhỏ. Kiếm tốt. Nhìn Huyền Thiết Kiếm trong tay, trong mắt Dư Phong lấy lên vẻ vui mừng, thấp giọng nói, bắt đầu còn nghĩ tới sau khi trở thành đệ tử Ngoại Môn sẽ đi kiếm cát chọn kiếm, không ngờ Phùng Vũ lại tặng cho mình một thanh kiếm lại là hoàng gia thượng phẩm. Rốt cuộc bây giờ không cần dùng cành cây luyện kiếm pháp nữa rồi. 28 ngày sau chính là 2 năm một lần kiếm tông tổ chức khảo hạch đệ tử Ngoại Môn. Bằng thực lực của ta bây giờ hắn là không khó để vượt qua, nhưng muốn đứng hàng thứ 10 như vậy vẫn chưa đủ, ta phải tranh thủ nâng cao thực lực. Nhìn trường kiếm trong tay, Dư Phong thấp giọng lẩm bẩm nói, kiếm tông khảo hạch đệ tử Ngoại Môn ở Kinh Châu cũng xem như là long trọng. Đại Tần đế quốc có Cửu Châu, mỗi châu có mấy vạn thành trì mà kiếm tông thuộc về phạm vi Kinh Châu. Lúc đó những thế gia đệ tử bên ngoài kiếm tông tản tu để tham dự, trong đó thiên tài vô số kể. Muốn đạt top 10 từ số lần đó có thể tưởng tượng ra độ khó như thế nào. Tuy rất khó đạt được top 10, thế nhưng phần thưởng không hề ít, không chỉ đan dược, phù lục, huyền bảo đều có trong ban thưởng. Hơn nữa, còn có cơ hội trở thành trọng điểm bồi dưỡng của kiếm tông, có tài nguyên tu luyện nhiều hơn so với người khác. Mặc dù thiên phú quan trọng, nhưng tài nguyên tu luyện lại càng quan trọng hơn. Cho dù ngươi là thiên tài mà ngươi không có tâm môn, tiêu hao bồi dưỡng, như thế nào cũng sẽ luân lạc trở thành phế vật. Mục tiêu của Dương Phong là nằm trong top 10, ngoại trừ vì mình cùng thiên trưởng lão hứa hẹn, còn vì đạt được tâm môn coi trọng. Lý Thanh Vũ đã là cường giả trên ngoại môn bảng, nhất định đã được tâm môn xem trọng. Nếu như hắn không được tâm môn coi trọng, vượt qua Lý Thanh Vũ, còn nói gì đến việc trả thù Liễu gia chứ? Người đến Liễu gia còn có Lý Thanh Vũ. Trong mắt Dương Phong lấy lên một tia hàn quang. Gia tộc này bất kể thế nào hắn đều muốn đối phương phải trả giá đắt. Áp chế sát ý trong lòng, Dương Phong hít sâu một hơi, sau đó trở lại luyện võ trường, chuẩn bị đi hỏi thăm thiên tướng lão một chút chuyện trong nhà. Lúc này hắn lo lắng nhất là mùi mùi cùng mẫu thân ở An Nam ra sao. Phế vật, đứng lại. Vừa đi tới luyện võ trường, Dương Phong đã bị người gọi lại. Nghe được âm thanh này, lông mày Dương Phong nhíu một cái, xoay người nhìn lại. Khi nhìn thấy hình dáng đối phương, sâu trong mắt Dương Phong hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo. Gọi hắn là một nam tử trẻ tuổi, mày kiếm, mắt sáng, thanh bào phiêu diêu, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười âm độc. Bên cạnh nam tử, hai bên trái phải là hai gã nam tử áo bào xanh, hai người đều là đệ tử Ngoại Môn. Dương Phong chưa thấy qua nam tử trước mắt này, nhưng mà hắn biết người này là ai, y chắc chắn là Liễu Thanh Vũ. Hôm nay luyện võ trường có rất nhiều đệ tử Ngoại Môn đang tu luyện, cứ thấy năm người này chặn đường Dương Phong, rất nhiều đệ tử Ngoại Môn để đi qua đây tò mò nhìn Dương Phong. Ta tên là Liễu Thanh Vũ. Thấy Dương Phong ánh mắt bất thiện, khóe miệng Liễu Thanh Vũ cười âm hàn. Dương Phong, tôi không nghĩ đến ngươi lại đã trở thành huyền giả, còn vượt cấp phế đi đoàn quân, đúng là làm cho người ta bất ngờ. Nghe Liễu Thanh Vũ nói như vậy, một mảng đệ tử Ngoại Môn lập tức xôn xao, bỗng nhìn trở nên sùng bái nhìn Liễu Thanh Vũ. Là Liễu Thanh Vũ xếp hạng thứ 29 trên bảng Ngoại Môn, tại sao hắn có ở Thất Luyện Phong tu luyện tới đây làm gì chứ? Cường giả bảng Ngoại Môn sao? Vậy là hắn đã trở thành cường giả tiên thiên cảnh rồi sao? Ôi trời ơi, cường giả tiên thiên 16-17 tuổi là tiên thiên, bảng Ngoại Môn thay đổi quá nhiều rồi, thật là biến thái. Nghe nói hắn đã được một số trưởng lão nội môn để ý, được nội môn trưởng lão quan tâm, sau này đi vào nội môn chính là tiền đồ vô lượng. Nhìn ánh mắt sùng bái của đệ tử Ngoại Môn xung quanh, Lý Thanh Vũ cực kỳ hưởng thụ, vẻ ngạo mạn trên mặt lập tức dày đặc hơn nhiều. Nhìn Lý Thanh Vũ trước mặt, Dương Phong hít sâu một hơi, kìm nén sát ý trong lòng, đạm mặt nói xong chưa? Không thể không nói, thái độ lạnh nhạt của Dương Phong làm cho đối thủ cực kỳ khó chịu. Lý Thanh Vũ cũng rất chán ghét, nhìn Dương Phong không phản ứng lại còn tỏ ra khinh đạo phong vân. Hai mắt Lý Thanh Vũ khẽ híp lại, giống như người tới điều gì đó, nở một nụ cười. Dương Phong, vốn là chúng ta có thể trở thành người thân, cha ta coi trọng mẹ ngươi, ca ca của ta coi trọng mùi mùi của ngươi, đấy là phúc khí của nhà ngươi, nhưng các ngươi không biết điều. Dương Phong bật cười một tiếng, cắt đứt lời nói của Lý Thanh Vũ. Lý Thanh Vũ, ta
ta vừa ý mẹ ngươi, coi trọng toàn bộ đàn bà Liễu gia, để cho mẹ ngươi cùng tất cả đàn bà Liễu gia gả cho ta, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành người thân hay sao? Ngay dự phòng nói như vậy, đệ tử ngoại môn xung quanh đều hít mắt. Trước mặt là cường giả xếp hạng 29 trên bảng ngoại môn, tuy không thể đánh nhau bên ngoài sân tứ đài, nhưng mà lá gan của Dư Phong không phải hơi lớn rồi sao? Lý Thanh Vũ sầm mặt xuống, một cổ khí tức bạo dũng ra ngoài cơ thể, ngón tay hướng về phía Dư Phong rạch một đường, một tia kiếm khí sắc bén cắt ngang không khí, mà theo âm thanh bén nhọn xé gió lao vút tới chỗ Dư Phong. Y đương nhiên biết ngoài sân tứ đài những người khác để không được đối với đệ tử ngoại môn ra tay, thế nhưng quy tắc là dành cho kẻ yếu. Y tin tưởng dù y có giết chết Dư Phong, tâm môn cũng không làm gì y. Suy cho cùng, y đã là cường giả tiên thiên, mà Dư Phong vẫn là một tên đệ tử tạp dịch. Tốc độ của kiếm khí rất nhanh, đệ tử ngoại môn xung quanh cơ hồ không thể nhìn thấy, chỉ thấy một luồng bạch quang lóe lên. Thời điểm Lý Thanh Vũ đồng thủ, Dư Phong đã cảm giác được một cổ khí cơ khóa chặt chính mình. Vào thời khắc này, hắn cảm thấy mình không thể tránh thoát, chỉ có cách mạnh mẽ phá vỡ kiếm khí của đối phương. Thế nhưng là tia kiếm khí này quá nhanh, hắn không cách nào phản ứng kịp. Đây chính là thực lực của cường giả tiên thiên sao? Cảm nhận được một tia khí tức tử vong bao quanh chính mình, trong lòng Dư Phong thấp giọng lẩm bẩm. Đến lúc này, Thiên trưởng lão Lục Dương xuất hiện trước mặt Dư Phong. Thiên trưởng lão vùng ống tay áo lên, một luồng kình phong bay ra, một tiếng ầm ầm vang lên. Tia kiếm khí của Lý Thanh Vũ lập tức tiêu tán trong không trung. Lý Thanh Vũ, tâm môn có quyết định, ngoài sinh tử đại, những người khác không được đối với tâm môn đệ tử ra tay, người không nhớ sao? Thiên trưởng lão nhìn Lý Thanh Vũ, âm thanh có chút tức giận. Dư Phong là ngũ hành huyền khí, ông tuyệt đối không để Dư Phong chết tại đây. Nhìn thấy Thiên trưởng lão, trong mắt Lý Thanh Vũ lóe lên áp chế sát khí trong lòng, hướng về phía Thiên trưởng lão ôn quyền. Thì đó là Thiên trưởng lão, Dư Phong vũ nhục người nhà của ta chỉ dạy dỗ hắn một chút, không có ý gì khác. Đối với lão nhân trước mặt này, mặc dù y tức giận nhưng là không dám để lộ ra ngoài. Dù gì lúc này y vẫn là đệ tử ngoại môn, vẫn bị trưởng lão ngoại môn quản lý. Thiên trưởng lão hừ lại một tiếng, cũng không xử phạt Lý Thanh Vũ. Lý Thanh Vũ mặc dù là đệ tử ngoại môn nhưng thiên phú cũng coi là nổi bật ở ngoại môn, hơn nữa một ít trưởng lão nội môn đã chú ý tới y, chút chuyện này hắn không thể xử phạt được. Nếu không có chuyện gì, vợ Thanh Vũ xin cáo từ. Lý Thanh Vũ hướng về phía Thiên trưởng lão ôn quyền, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà lúc này Dư Phong lên tiếng, chờ đã.